Thank you.
vật trao tay ta nghiêng ngào muốn khóc. Rừng rớt lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ chữ chung tình. Nam đã sợi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình, tay ôm máu ấp vào trong ngực mạnh chưa mà hơi ấm đến vào từng kẻ tóc chân tơ như mãi bên mình.
Chương trình tham dự liên hoan đàn ca tài tử cải lương lần thứ 8 năm 2020 của đơn vị xã Phước Thạnh đến đây là kết thúc một lần nữa. Xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đơn vị bạn sức khỏe, chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Xin chào mừng phần dự thi của đơn vị xã Phước Thạnh. Và tiếp theo là phần dự thi của đơn vị câu lạc bộ đàn ca tài tử cải lương xã Bầu Đồng.